Sau khi ông thị diệt, chư Phật mười phương tuyên dương tán thán danh hiệu của ông, rằng chúng ta có thể thành tựu quả vị Phật đều là nhờ vào công đức khuyên bảo dạy dỗ lúc đầu của ông. Này Phạm Chí, trong mộng ông nhìn thấy những người có khuôn mặt như lợn, cho đến những người có khuôn mặt như khỉ. Người nào cũng đều có thân hình máu me, nhơ nhớp, ăn đủ các loại động vật. Sau khi ăn no thì ngồi dưới gốc cây y lan, lại bị các loài động vật khác ăn thịt lại. Cứ như thế lặp đi lặp lại, luân hồi chịu khổ. Cũng có những chúng sanh đang còn chìm nổi trong biển khổ sanh tử, nhưng nhờ biết quy y Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo mà có được phước báo. Nhưng dù họ được sanh lên cõi trời tha hóa tự tại, vẫn phải chịu sự khổ suy thối và sinh diệt. Nếu chúng sanh nào sinh trong cõi người thì phải chịu những nỗi khổ như sinh lão bệnh tử, ưu bi khổ não, yêu thương phải chia liệt, oán thù phải gặp gỡ, mong cầu không được toại nguyện, bị các thứ khổ làm phiền không dứt. Nếu sinh trong cõi ngạ quỷ thì phải chịu nỗi khổ đói khát. Nếu sinh trong loài súc sanh thì phải chịu những nỗi khổ ngu tối u ám và bị chặt độc. Nếu sinh nơi địa ngục thì phải chịu đủ các loại khổ hành hạ. Có một số người dùng phước báo to lớn của việc cúng dường Phật và tăng đoàn để cầu xin làm thiên vương, hoặc là chuyển luân thánh vương, hoặc là muốn cai trị một trong bốn cõi thiên hạ, hoặc là cai trị bốn cõi thiên hạ. Những người ngu si như thế này chính là đang ăn nuốt hết thảy chúng sanh, sau đó lại bị những chúng sanh ấy quay trở lại ăn thịt. Cứ như thế này mà xoay chuyển mãi trong sanh tử không thể tính hết được. Phạm Chí, giấc mộng mà ông nhìn thấy chính là có ý nghĩa như vậy. Ông mộng thấy có người lấy hoa tu mạng làm vật trang sức, lại cởi xe trâu kéo vừa dơ vừa xấu, chọn những con đường hoang sơ và cứ đi thẳng về phía nam. Điều đó có nghĩa là cũng có những người trồng được công đức trong phước địa Tam Bảo, có thể tự chế ngự những vọng niệm của bản thân mà chấn đắc được quả vị thanh văn và thoát khỏi sanh tử luân hồi.
Bảo Hải Phạm Chí nghe Đức Phật khai thị xong, thì liền khuyên bảo chuyển Luân Thánh Vương rằng: Đại Vương nên biết rằng, thân người rất khó được, mà nay Ngài lại may mắn có được điều ấy, lại còn được cả ngôi vị quốc vương. Chư Phật Thế Tôn xuất thế rất khó gặp, còn khó gặp hơn cả hoa u đàm. Một người khéo điều phục tâm tham dục và phát khởi các nguyện lành lại vô cùng khó. Đại Vương, nếu ngày nay Đại Vương phát nguyện sinh trong hai cõi trời người, tức là cội nguồn của khổ, nếu phát nguyện muốn làm chủ trong bốn cõi thiên hạ, cho đến hai ba hay cả bốn thiên hạ, cũng đều là cội nguồn của khổ, lưu chuyển mãi trong sinh tử. Đại Vương, dù làm chúa tể trong cõi trời, người cũng phải chỉ chịu nhận nỗi khổ vô thường. Vốn không có một điều gì là vĩnh hằng bất biến, chỉ như cơn gió mạnh thổi qua. Nếu một người tham đắm vào năm thứ dục mắt tai mũi lưỡi thân, thân tâm cũng không bao giờ cảm thấy đủ. Chẳng khác nào đứa trẻ nhìn thấy mặt trăng nơi đáy nước mà cứ tưởng là thật. Những người này trong tương lai sẽ có vô số lần đọa vào địa ngục mà chịu vô lượng vô biên các thứ khổ. Còn như đầu thai vào làm người thì chịu nỗi khổ như chia lìa người yêu mến, gặp gỡ người oán thù. Còn như được sinh lên cõi trời, đến khi phước trời hưởng hết thì cũng bị đọa lạc. Lại thêm các thứ khổ như là nỗi khổ trong bào thai, nỗi khổ đoạn mình, tan xác và ăn thịt lẫn nhau. Chỉ vì ngu si như trẻ thơ, nên không bao giờ cảm thấy đủ. Tại sao lại nói như thế? Bởi vì không có thiện tri thức chỉ dẫn cho, vì không phát khởi nhận nguyện lành, vì không thực hành tinh tấn, vì không đạt được những điều nên được, vì không hiểu rõ những điều nên hiểu, vì không chứng đắc được những cảnh giới chứng đắc. Chỉ có tâm Bồ Đề mới có thể lìa sạch hết mọi nỗi khổ, từ đó mới có thể vĩnh viễn thoát ly khỏi tam giới, không còn trong ngũ uẩn.
Đại vương, nay ngài nên suy xét cho kỹ. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, sẽ mang đến vô lượng vô biên phiền não. Nay đại vương, nhờ vào việc cúng dường Đức Phật và tăng đoàn mà đã tích được công đức vô cùng thù thắng. Cũng nhờ vào điều này mà đại vương nên sinh lòng tin sâu vẫn đối với Tam Bảo. Đại vương cũng nên biết trước đây ngài đã cúng dường Đức Phật là nhân thiện trong đời, vị lai sẽ được giàu có phú quý. Người ưa thích giữ giới luật thì đời vĩ lai sẽ được sinh ra hai cõi trời người. Người lắng nghe Phật giảng kinh thuyết pháp thì sẽ có trí huệ trong đời vĩ lai. Ngày nay đại vương đã thành tựu những công đức lớn lao như vậy, hãy nên phát nguyện đại nguyện chứng đắc đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chuyển Luân Thánh Vương đáp lại lời của Bảo Hải Phạm Chí rằng: Nay ta không cần phải phát Bồ Đề tâm, bởi vì tâm của ta còn đang yêu thích các loại cảm thọ trong cuộc sinh tử. Chính vì nguyên nhân ấy, ta mới bố thí trì giới và lắng nghe Phật giảng kinh thuyết pháp. Này Phạm Chí, ta thấy con đường thành Phật quá sức là khó khăn. Phạm Chí lại nói với Chuyển Luân Thánh Vương rằng: Con đường thành Phật thanh tịnh, không nhàn rỗi. Chúng ta nên một lòng, một dạ phát nguyện cầu đạo. Con đường này không có bất kỳ ô nhiễm nào, bởi vì tâm niệm luôn thanh tịnh. Con đường đạo này luôn ngay thẳng, không thiên lệch, không có sự xiển nịnh. Con đường đạo này rất vui vẻ, vĩnh viễn xa lìa được phiền não. Con đường đạo này mênh mông rộng lớn, vì không có sự che bít ngăn ngại. Con đường đạo này bao hàm chất chứa, vì có nhiều tư duy. Con đường đạo này không có sự sợ hãi, bởi vì không làm các việc ác.
vì con đường đạo này thường hành trì bố thí mà trở nên giàu có sung túc. Con đường đạo này thanh tịnh vì luôn giữ các giới luật của Phật. Con đường đạo này là vô ngã vì thực hành hạnh nhẫn nhục. Con đường đạo này sẽ không thối chuyển và chậm trễ vì phải luôn tinh tấn. Con đường đạo này sẽ không rối loạn vì thực hành thiền định. Con đường đạo này sẽ không xuất hiện những hiện tượng nguy hiểm liên tiếp xảy ra vì đã nắm chắc được trí huệ xuất thế gian. Con đường đạo này chính là vươn đến trí huệ chân thật. Vì thực hành đại từ, con đường đạo này không bao giờ thối chuyển vì thực hành đại bi. Con đường đạo này luôn hoan hỷ vì thực hành tùy hỷ công đức. Con đường đạo này luôn kiên cố, vững chắc vì thực hành đại xả. Con đường đạo này không gai góc vì thường biết xa lìa các thứ cảm giác như là tham dục, sân hận. Con đường đạo này không có gian tà vì có thể phân biệt rõ ràng hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm và xúc chạm. Con đường đạo này có thể tiêu trừ tất cả ma chướng vì có thể thấu triệt tất cả các cảnh giới. Con đường đạo này xa lìa tất cả các ma chướng vì lìa bỏ mọi trói buộc phiền não. Con đường đạo này tuyệt diệu thù thắng vì không có sự xuất hiện những ý niệm trở thành hàng thanh văn và duyên giác. Con đường đạo này biến hiện khắp nơi vì được sự hộ trì của hết thảy chư Phật. Con đường đạo này quý báu như là trân bảo vì đầy đủ tất cả trí tuệ. Con đường đạo này sáng suốt thanh tịnh vì ánh sáng trí huệ mà phát ra, soi rọi tiền đồ ở phía trước. Con đường đạo này khéo thuyết giảng vì luôn được các bậc thiện tri thức ủng hộ.
con đường đạo này luôn bình đẳng, vì dứt trừ hết thảy mọi yêu ghét. Con đường đạo này không còn bụi bặm, vì lìa hết thảy sự sân hận, dơ bẩn, phẫn nộ. Con đường đạo này luôn hướng đến cảnh giới thiện, bởi vì lìa bỏ được tất cả các nghiệp bất thiện. Đại vương, con đường đạo này có thể đưa tất cả chúng ta đến cõi an lạc, cho đến quay trở về bản thể của tự tánh, vì những điều như thế, đại vương nên phát nguyện cầu chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành tựu quả vị Phật. Chuyện Luân Thánh Vương nghe xong lời khuyên của Bảo Hải Phạm Chí, trầm tư hồi lâu rồi nói rằng: Này Phạm Chí ạ, nay Đức Như Lai xuất hiện ở đời, thọ mạng của Ngài cũng có giới hạn, chỉ có thể thọ đến 80,000 tuổi, cũng không thể đáp ứng được hết thảy nguyện vọng của chúng sanh. Như Lai giáo hóa cho người đời dứt trừ hết thảy các ác nghiệp. Có người chứng đắc được các pháp Đà La Ni tam muội nhẫn nhục, có người có được căn lành thù thắng nhiễm màu của hàng Bồ Tát, được thập phương chư Phật thọ ký tương lai sẽ thành Phật. Cũng có người có chút ít căn lành mà thọ sanh ở hai cõi trời người, thụ hưởng các thứ khoái lạc. Những chúng sanh này đều có những nghiệp lực riêng của mình mà thọ những quả báo thiện hoặc bất thiện. Này Phạm Chi, trong vô số chúng sanh, nếu có người nào không có chút căn lành thì Đức Như Lai cũng không có cách gì thuyết giải cho họ, cắt đứt mọi khổ não. Như Lai Thế Tôn tuy là phước điền vô thượng, nhưng nếu chúng sanh không có căn lành thì cũng không thể giúp họ lìa khổ được vui. Này Phạm Chí, nay ta phát nguyện cầu chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Khi ta thực hành Bồ Tát Đạo, tu tập Đại Thừa, tu tập các pháp môn không thể nghĩ bàn, giáo hóa chúng sanh mà làm các Phật sự, nhưng chẳng bao giờ phát nguyện ở nơi cõi thế giới xấu ác có 5 thứ trượt mà phát tâm Bồ Đề. Nay ta hành Bồ Tát Đạo, phát nguyện chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, để giúp cho chúng sanh trong thế giới ấy không còn mọi sự phiền não. Nếu như ta có được thế giới như vậy, thì ta mới phát nguyện chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác,
Thiện Luân Thánh Vương vừa dứt lời, Bảo Tạng Như Lai liền nhập vào trạng thái thiền định.